Cái này là bao nhiêu tiền một cân ở chị? 65.000, bán 70 đấy em, 65.000. Cái này là 65.000. Ừ. Sao chị làm khổ. Nhưng mà chị lọc với em nhé. Ừ, chị lọc ừ. Em bé. Em ơi ra đây. Chị lọc của em cái xương nhé. Đã bảo chị vừa lọc ra, chị không biết, chị vừa lọc ra. Yên tâm chị lọc. Chị lọc cho em ngon ngon và em một bó. Được rồi, yên tâm. Lọc chị lọc rút, đây là chân giò rút, em mua nó cái này là chân giò rút. Đúng rồi, rút đấy. Chân giò rút xương, gọi là chân giò rút xương. Bó mũi làm gì, sao mà lại không bó thêm cái ấy cái cho chị. Và chỉ cần cái này, chỉ cần lấy cái là được. Không, cái này em lấy cái này nó đẹp hơn, cái kia thì lấy. Cái này chị về ấy cái buộc cái bảo là nó được, lấy cái chỉ buộc cái bảo là nó xong, có cái gì đâu. Thank you.
Về tao quần áo tao như trâu, tao bảo tao con đâu có từng mày, thế mày có bảo chuyện nó về mày đấy. Rồi tao đã nhìn thấy mày rồi, tao nhìn thấy mày biết rồi. Chả biết thế. Tao đã bảo là nhìn thấy rồi đừng có ai. Ừ, được rồi, mấy chuyện này chuyện này còn đấy, gần 2 năm có đến 10 năm. À tiêu 10.000 cháu.
Vừng không ngon bằng lạc. Thế này ông muốn đi sang đấy không ngon?
ta không mua nhưng ta không giới thiệu những người đến mua. Mà tao giới thiệu rất rất thật tình. Đúng rồi đấy kìa. Vâng, đi em không ơi. Mỗi người đặt đi mang về. Dương ở Lâm Dương này. Mà cần chai phải lấy chai này đi.